Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái ứng dụng mà khi các bạn muốn mở các cái chương trình phần thưởng, ví dụ như nhân dịp Tết này, thì các bạn muốn làm một cái chương trình mua sắm với cái mức tiền khoảng 500 hoặc đến 1 triệu, thì các bạn sẽ cho người mua hàng được quay phần thưởng. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái phần mềm, cái ứng dụng quay bằng điện thoại nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng này về và thiết lập một số các cái giải thưởng mà các bạn muốn tặng cho khách hàng. Thì khi mà khách hàng nào mà đủ cái chỉ tiêu mà các bạn đề ra, mua với số lượng bánh kẹo 500.000, thì các bạn sẽ cho họ quay thưởng một lần để các bạn kích cầu trong dịp lễ lớn như các bạn. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu với các bạn một số các cái ứng dụng để các bạn sử dụng như một cái vòng quay may mắn để cho người mua hàng, gọi là khách hàng của mình được sử dụng cái phần mềm đấy nha các bạn. Thì đây mình sẽ giới thiệu với các bạn là đây phần mềm Spin này. Thì các bạn vào cửa hàng, các bạn tải cái phần mềm Spin này về. Thì trong đây nó sẽ có một số cái hình đại diện để các bạn có thể quay, có thể sử dụng để cài đặt đấy. Thì ví dụ như mình ấn vào một cái màn hình đấy, thì đây khi mà khách hàng quay thì nó sẽ vào các cái ô như thế này đấy, ví dụ như vậy. Thì khi mà các bạn sử dụng cái ứng dụng này thì các bạn có thể cài đặt được tất cả các cái mặt hàng mà các bạn muốn cho khách hàng trúng thưởng đấy, nhận trúng thưởng nha các bạn. Thì để mà cài đặt vào các cái ô nhiều màu trên cái vòng quay này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé các bạn. Các bạn sẽ ấn vào ứng dụng này, cái AD New này. Đấy. Thì đây là một số cái hình để các bạn có thể lựa chọn hình nhiều màu này, màu trắng đen này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ chọn một trong các cái hình này để mình cài đặt nhé các bạn. Đây mình sẽ sử dụng cái vòng quay như thế này đấy, để các bạn có thể ghi cũng như thêm hình vào các cái ô phần thưởng á. Thì các bạn sẽ ấn vào cái bút đấy. Trước tiên thì các bạn nên ghi chú này, ghi tên nên là giải thưởng, chương trình quay may mắn, vòng quay may mắn này, dịp Tết. Đấy. Thì ok, thì xong cái tên. Thì các bạn ấn vào mục màu đầu tiên là màu đỏ, thì các bạn ấn vào cái chữ bút này. Thì ví dụ như các bạn muốn tặng cho khách hàng một gói mì chính chẳng hạn. Mì chính bao nhiêu lạng ấy các bạn, ví dụ mà 4 lạng chẳng hạn, 400g đấy. Các bạn có thể chọn màu, nhưng mà mình để màu đấy luôn nha các bạn. Đấy thì nó có hai cái mục liền, nó nhân đôi ấy. Thì các bạn đây, các bạn để ý vào cái chỗ Slicker Repat này, Repat này, các bạn ấn 1 thôi. Đấy thì nó sẽ chỉ là 1 đấy. Này các bạn muốn nhân nhiều cái hình nhỏ thì các bạn tăng thêm cái chỗ cộng thêm AD này. Đấy, chọn màu khác đi. Đấy. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9 này. Nếu các bạn muốn thêm phần quà nữa thì các bạn lại cộng thêm đấy.
2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11. Đấy, mình làm 11 phần quà. Thì các bạn là cứ sử dụng. Đây là cái thời gian quay nha các bạn, vòng quay sẽ các bạn muốn cho nhanh thì các bạn để một thôi. Đấy. Thì các bạn thêm, ví dụ như thêm một gói bánh gì đấy, bánh gạo chẳng hạn, hàng oan oan. À, tiếp là chai nước mắm, nước mắm thôi cho nó ngắn, nước mắm ông tây hoặc là cái gì đấy, ông tây đấy. À, tiếp đến là các bạn nên ghi một số các cái hàng mục chúc mừng may mắn nhé, thì thế nó mới gây cấn các bạn, chúc may mắn đấy, thì là người này sẽ không được quà. Thì các bạn cứ cách 2 hoặc 3 mục thì các bạn cho một cái chúc may mắn vào để cho nó thêm phần gây cấn nha các bạn, vì không phải ai cũng sẽ được nhận quà đấy. Thì các bạn tặng thêm một gói bánh gì đấy, bánh gói kẹo lạc chẳng hạn, kẹo lạc bao nhiêu gam đấy, 200 gam. Tiếp theo có thể tặng cái gì được, trong cửa hàng của bạn có cái gì khuyến mãi, ví dụ như có phần quà nào đấy, tặng bát tô thường nó có ở trong các cái cờ no hoặc lấy, thì các bạn lấy ra các bạn làm chương trình quay thưởng luôn các bạn đấy. Tiếp tục là chúc bạn may mắn đó. Thì các bạn cài đặt hết một lượt, sau khi mà cài đặt xong thì các bạn sử dụng để làm cái vòng quay may mắn cho khách hàng mà đạt được cái chỉ tiêu mà các bạn đề ra là mua một đơn hàng bao nhiêu tiền đấy, thì các bạn sẽ cho họ quay một lần đấy. Mình sẽ thêm một gói mì chính Saji chẳng hạn đấy, thì tùy theo cái yêu cầu của các bạn muốn tặng quà gì thì các bạn có thể ghi ở cái mục này nha các bạn. Đây là mình đang ghi để cho các bạn tham khảo thôi nhé. Bàn chải đánh răng, ghi tên rõ ràng là các bạn không đến lúc lại cãi nhau, ví dụ họ lại cứ đòi cái mà mình không muốn tặng ấy các bạn, nên là các bạn ghi làm sao để khi mà tặng á thì họ sẽ không có ý kiến ấy, khách không có ý kiến đấy. Ngoài lại chúc mừng may mắn, chúc bạn may mắn lần sau đấy. Một mục nữa, tặng một cái gì đấy, tặng một chai dầu ăn, vạn thọ, loại nhỏ thôi nhá các bạn mà tặng to quá là lỗ đấy. Đấy, ví dụ như vậy nha các bạn. Ok, thì các bạn để mà lưu thì các bạn ấn vào server lưu lại. Rồi, đây là cái hình cái vòng quay may mắn mà mình vừa tạo lập xong nha các bạn. Thì khi mà các bạn bán cho một khách hàng mà đủ cái chỉ tiêu là mình đặt ra 200 hoặc là 400, 500, đấy là tùy vào các bạn đấy, thì các bạn sẽ cho khách hàng đấy sử dụng cái vòng quay này một lần. Khi mà khách hàng ấn, ví dụ ấn này đấy. Ok, mình sẽ thử lại cho các bạn xem nhé. Thì khi mà các bạn cho khách hàng quay ấy, thì các bạn có thể đưa cho họ ấn vào cái chỗ pin này thì nó sẽ quay đấy. Thế này thì nó hơi nhanh thì các bạn có thể cài đặt lại nhé các bạn. Các bạn ấn vào cài đặt thì các bạn cho thời gian nó lên một chút để cho nó có sự gây cấn.
cho lên 3 giây. Ok, thì các bạn sẽ ấn quay này. Đấy, các bạn ấn quay này, nó sẽ quay như thế này. Đấy. Đấy, các khách hàng này sẽ được tặng một chai dầu ăn à nước mắm ông Tây. Đấy. Thì khi mà các bạn bán thì các bạn cứ khách hàng nào mà đạt cái chỉ tiêu của các bạn thì các bạn đưa cho khách hàng quay một vòng để khách hàng đấy nhận được cái phần thưởng của mình đề ra nha các bạn. Thì mình cũng làm cái video này muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể set up một cái chương trình khuyến mãi cũng như là tặng quà cho khách hàng nó nhanh hơn và nó thuận tiện hơn nha các bạn, không phải đi photo hoặc là phải cắt cái gì để cho nó lâu. Đấy, các bạn chỉ cần tải cái ứng dụng này về, các bạn chỉnh sửa theo cái vòng quay này thì khách hàng có thể sử dụng được các cái chương trình khuyến mãi mà các bạn đề ra nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nhớ để lại cho mình một like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye các bạn.